Sáng nay ngày 9 tháng 7, thì Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã tổ chức khai mạc chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành TechSmart 2015. Sự kiện quy tụ hơn 90 sản phẩm công nghệ đang sẵn sàng chuyển giao cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Mang chủ đề sáng chế và kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao, TechSmart lần này có hơn 90 sản phẩm công nghệ của các nhà sáng chế, viện trường, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ được trưng bày giới thiệu và sẵn sàng chuyển giao. Một số công nghệ tiêu biểu có thể kể đến như công nghệ nuôi cấy đông trùng hạ thảo trong môi trường tổng hợp, tách chiết tế bào gốc từ mô mỡ và huyết tương, công nghệ sấy lạnh, máy in 3D giúp tạo mẫu nhanh, máy gieo hạt tự động, máy rửa ly tự động, ứng dụng nano bạc trong sản xuất sơn, mỹ phẩm, nước diệt khuẩn, gạch âm dương tăng khả năng chịu lực. Theo đánh giá của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố, nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh còn rất lớn. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp thiếu thông tin về các công nghệ hiện có cũng như quá trình pháp lý thủ tục mua công nghệ. Chúng tôi nhận thấy rằng cái nhu cầu của doanh nghiệp trong việc đầu tư đổi mới chuyển giao công nghệ là rất lớn. Cái nhu cầu chuyển giao công nghệ đòi hỏi phải có sự tư vấn hỗ trợ rất là lớn của các chuyên gia, cũng như là về phía nhà nước là hỗ trợ tư vấn về pháp lý. Thì tôi nghĩ rằng cái sàn giao dịch công nghệ chính là cái đơn vị của nhà nước mà có thể thực hiện cái chức năng này. Ghi nhận trong ngày đầu tiên mở cửa, đã có một số hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, đơn vị được ký kết. TechSmart 2015 sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 7.